Sáng ngày 8 tháng 10, ông Huỳnh Bình Thái, trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết, một con rùa biển xuất hiện trên vùng biển Hòn Môn, được camera hành trình của chuyên viên phòng bảo tồn của bang này ghi nhận vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Theo ông Thái, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển trên vịnh Nha Trang đang có những tín hiệu phục hồi. Ông Thái chia sẻ thêm, loài rùa biển cũng như loài cá koi, nó chỉ xuất hiện ở những nơi có môi trường nước sạch, tạo điều kiện cho việc sinh sản và kiếm ăn. Đã qua nhiều năm loài rùa biển mới xuất hiện trở lại tại vịnh Nha Trang. Ông cũng giải thích rằng, rùa biển trải qua nhiều môi trường sống khác nhau trong dòng đời phát triển, bắt đầu từ những bãi cát ven biển, lớn lên ở vùng tràn san hô rồi trôi dạt theo dòng hải lưu ngoài đại dương. Vậy nên, xác suất để rùa biển xuất hiện ở các vùng biển thường hiếm, đòi hỏi chất lượng nước vùng biển đó phải sạch và có nguồn thức ăn. Một con rùa biển mất 30 đến 50 năm để tới giai đoạn trưởng thành, nhưng cứ 1.000 con mới có một con sống sót tới giai đoạn trưởng thành. Quá trình di cư kéo dài hàng tháng do rùa biển vừa di cư vừa kiếm ăn vào ban ngày, còn ban đêm sẽ vào các trạng san hô để nghỉ ngơi.